chào các bạn nhá, chào mừng các bạn đã trở lại với video tiếp theo trên kênh Nhịp Sống 26 mình đây. Hôm nay mình có đến chơi trên ao chung anh em Nhịp Sống Tây Bắc nhá. Xin mời các bạn vào ăn ếch nhái của anh em mình nhá. Và ok. Có loại phụ nữ chân dài này, chân ngắn này đủ anh em nhá. Anh em phải cẩn thận nhá, phải như thế này. Ôi. Cái này nó cứng lắc lắc lòng lắm đó. Lắc hơi nhẹ đấy. Ở dưới Sài Gòn mình cũng có phụ nữ chân dài chứ anh? Có, nhưng mà nó còn mé này thôi à. À, chép chừng là 50 cân chứ. Còn nói từ ngại đó, ở đây cũng có mà. Thế là có nhiều ăn nhỉ? Anh uống ăn nhé. Rồi mấy con, mấy em nhá. Ôi dồi. Vào đây nha. Xuống ai sao? Không, không. Răng nhá. Tay bác Vĩnh đi không nghe. Phải có tay kim. Ôi giời ơi. Tay kim mà, tay kim, tay kim. Tay kim nhất. Cái tay kia làm thay cà lê được mà anh. Tay này đấy chỉ để bóc bia thôi. Thay cà lê món nết được. Đi anh. Món nết. Món này là món của anh Hơi à? Của em. Để em thưởng thức một con đã nhá. Ban nhưng mà không. Ôi mấy con mà đi. Từ đây. Con kia là để mình trải nghiệm đã. Sao lại ngon như thế này đúng không? Cho nghề và sát được. Món này còn ngon này thì cho nó biết không em? Cái này ngon hơn nhiều. Đục mấy con sang bên kia anh em xúc luôn con này. Anh ơi anh ơi. Mình đang để anh ơi mình review thì sao? Mỗi món là có mùi vị của nó. Nhỏ anh ơi. Ngon lắm. Đủ mấy miếng. Ngon thật. Ngon thật mà. Chị ăn gì đi? Ngon lắm. Người ơi, chấm chứ. Anh gặp bia chứ ạ. Chấm, chấm, chấm đó chứ. Mang xôi ra ghém đi nhỉ? Cái này chín, này chín. Chín. Chưa mà. Mời em nhá. Chị đây. Mẹ ăn mang xôi ngon lắm. Mẹ xôi đi, ăn xôi. Ấy. Giết mấy con trên này em thử xem. Mấy canh mèo. Có con bọ xít em xà thôi anh ăn thử nhé. Anh Đình ăn thử nhé. Chắc ăn được nhỉ. Đổi chỗ kìa. Ôi 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 rất cuồng. Đi bỏ. Đi. Tôi bé này. Tao này. Nó mà. Ở nhà nấu nóng lên đây lạnh quá. Ôi cho chị ấy. Ở đây. Chán này. Ở tổ cốp mà hắn kín sẽ gọi. Coi khai khai xú. Áo đeo xú đeo có tổ nhà sẽ quán. Ờ. Chú. Ờ. Ai ai bắn bắn. Bắn 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 tổ nhà. Đá này cầm đây. Nó chỉ chép mấy người đeo ăn nó không chép thôi mời chú anh đi thằng này có vẻ làm ăn lúc này thấy bắt tướng này tay nha. Đến đi nói to đấy nhỉ. Sắp con phải nói to. Tính nha, chia con to ra cho anh em mấy người một con. Cái gì nói nhỏ nhẹ ác thế, nói gì đây? Anh đang ạ, tôi đi soi. Khu lười. Khu lười có ăn mà thế. Phải chấm 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 chéo đây. Nó mới hợp vị này. Úi dù. Chấm chấm chéo. Tôi thì mình được làm thế này nhỉ. Ông vừa phải. Ví dụ cái này chín được nó. Mời em nhá. Con này con em nó. Lên 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 lên. Ăn tốn rén quá. Cái này mấy cái phải động này gì đã ăn chính đâu kiểu. Chúng nó lại ăn đi. Anh làm con to đi anh. Làm con xem. Ở dưới kia là có rất là nhiều chứ con này. Nhiều. Nhiều mà cái này. Ớt là nhiều lắm. Nhiều. Nhưng này ớt thì thiếu gì. Nhưng mà anh có làm các bếp như này không? Không. Đây là lần đầu tiên thấy. Có bếp đâu mà các anh chỉ có bếp bếp từ hoặc là bếp ga thôi. Ga thôi. Ồ thôi anh em lên bia đi. Lên bia đi. Bốn bia lắm như này. Trước kia anh em mình xuống phút thôi. Kéo mình lên đi. À, một đêm một đêm em đi soi là hai yến của mình. Đâu? Em đi tự tin. Đến nhà nhá. Nhiều mà. Đi. Hôm nay mẹ đi ăn biết là mình bắt cả đi luôn nhá. Một lọ luôn đi. Một lọ nhá. Bia sao? Đi đi đi. Tao ơi. Có khác bia Sài Gòn không? Ăn đấy một cái con á. Nhạt đúng không? Tưởng là nặng lắm thế mùi. Mùi nặng quá. Mùi ghê đấy. Cái chán. Thấy luôn mà. Trời phải thế.
Hôm nay mình uống bia Sài Gòn, anh thì uống bia Sơn La. Người Sài Gòn nhưng mà uống bia Sơn La. Mình đến đâu mình phải thưởng thức cái vị đó. Đúng rồi. Người nào đó. Bia này nó ngọt ngọt mà. Nhưng mà nó không say được. Bia này có đường. Ngon rồi. Rồi. Vị này ngon rồi. Ngon ngợi. Béo buông thùm nữa. Xanh mỏ. Cái mỏ kia thì ếch cứ lổ vào ầm ầm. Hay gọi là mỏ ếch đúng không? Đồ, quá được chứ. Hai đứa cần này nó chơi rồi nhỉ? Ôi, mỏ sướng thế. Đây, đây này. Ôi, mình bãi khẩu ăn thôi cho anh ạ. Ừ. Hai tháng là không được uống bia. Đánh chìm mà đúng không anh? Mời anh em nhá. Ừ. Cho anh uống được bia à? Đây gọi là bãi đi một chú rồi gì nữa. Cho nó kéo vào. Chớm chẳng kéo anh chiều, em ạ. Chú tao mình đi rình cây tí nhỉ? Bách bãi khẩu. Chia em nó. Ô, xì kê này. Cái này không ai ăn được. Cứ không ai cầm. Cho anh đi đi. Đúng không? Tô. Thế kín bay tuổi có còn cơ nói lên rồi đó hả dầu gì thì ác nhỉ ác như sao dầu gì sợ bảo tôi thì cảm ơn hốc vào hốc đúng không không nói nhìn người nữa đây chắc là nhìn người là thế ăn cả tập đoàn nó đi ăn một con lại tớ luôn mấy là giờ đi hỏi lắm. Em giới thiệu em tên là Thơm, biết chuyện làm sao này. Vâng. Chào anh nhé. Khỏe nha, năm mới nhá. Mới chuyện làm sao một vợ hai con rồi. Yeah. Chỗ nào đi. Món mới nha bạn nhá. Mời anh em thưởng thức món vua chúa gà nhá. Cái này có cả bìa lồng lồng già đầy đủ cả. Đúng rồi. Hoa vàng sáng tạo quá nhỉ. Hoa vàng thử xem món vua chúa. Mời anh thử mà. Vua chúa gà. Món vua chú gà của Cú Lăng, Cú Lăng quay video trông cho khe đúng không? Từ từ đó. Ngồi lên 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 lên, cầm đũa anh. Vua chúa của Hòa Bàng đúng không? Ừ, chúa gà. Vua chúa cá. Cái này có cả lòng non lòng dài á. Lục phủ ngũ tạng nữa chú. Bé làm cho anh. Bé thôi. Bé làm cho anh. Trồn hết rồi. Bịa nó là có cái dây thắt luôn. À, dây thắt luôn à. Ngon lắm. Ngon lắm. Ôi làm miếng nhỏ lên, miếng to lên rồi. Miếng to lên anh. Chơi cái chân đó. Xanh mỏ phết. Ôi giống chân đàn đuổi. Anh xanh đấy. Chớm. Quẹt thế mà chậm chéo. Mỏ lên đúng không? Mỏ lên nha. To vào. Chứ làm đó. Chú đâu. Anh làm miếng nó hơi to đấy. Mở lên bia. Hết rồi bạn. Ôi em đi. Xin được kết thúc video tại đây. Mong các bạn kênh của mình. Xin chào các bạn. Em mới. Nói em đây là em cũ đúng không? Anh em.